Tôi xin được trình bày phần tiếp theo, đó là đột cấp của giãn phế quản. Chúng ta vừa nghe Phó Giáo sư Hồi trao đổi về giãn phế quản giai đoạn ổn định và bệnh giãn phế quản cũng như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta có vẻ là cảm thấy là nó thông dụng hơn, thì cũng như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, những cái đột cấp của giãn phế quản này làm cho cái bệnh giãn phế quản, cái bệnh nền của nó ngày càng nặng lên. Về bài trình bày của tôi hôm nay sẽ gồm có 4 phần, đó là phần tổng quan về đột cấp của giãn phế quản, chúng ta chẩn đoán đột cấp giãn phế quản như thế nào, chúng ta điều trị ra làm sao và kết luận. Thế thì như chúng ta đã biết, giãn phế quản là một bệnh lý mãn tính. Giãn phế quản nó có thể là giãn khu trú, nó có thể giãn ở phế quản lớn mà không có giãn phế quản ở phế quản nhỏ, hoặc là cũng có thể là giãn ở phế quản nhỏ nhưng có không có giãn ở phế quản lớn. Và người ta thấy thế này, mục tiêu như là giáo sư Hồi đã trao đổi với các bạn là gì, giãn phế quản mục tiêu điều trị chính là phòng ngừa những đột cấp. Và các triệu chứng chính của cái bệnh giãn phế quản cũng như là trong những đợt cấp nói chung, đấy là gì, là bệnh nhân có ho, có khạc đờm và khó thở. Ngoài ra có thể gặp các triệu chứng khác như là bệnh nhân có thể có bệnh biểu hiện của các triệu chứng của mũi xoang, rồi mệt mỏi, rồi ho ra máu, rồi là đau ngực. Và tất cả những cái đấy làm cho chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị giảm sút một cách nghiêm trọng. Điều trị đợt cấp của những đợt giãn phế quản này nó chính là mục tiêu chính của chúng ta điều trị cũng như là phòng ngừa bệnh giãn phế quản. Và chính những cái đợt cấp này làm cho chi phí y tế của những bệnh nhân giãn phế quản tăng lên rất nhiều. Và người ta thấy là khi mà đợt cấp như vậy thì bình thường thì cái đường thở đã bị viêm rồi, và trong những đợt cấp thì nó làm tăng cái phản ứng viêm của đường thở cũng như là của toàn thân, và làm cho những cái tổn thương ở trên phổi tiến triển hơn, làm cho suy giảm chất lượng cuộc sống, các triệu chứng hàng ngày nặng lên. Chúng ta biết là những bệnh nhân giãn phế quản thì ho khạc đờm rất là nhiều, cũng có những trường hợp là giãn phế quản thể khô thì ho ít, nhưng mà thông thường bệnh nhân giãn phế quản từ ho để cả một cốc đờm đến 200ml một ngày, có người còn ho mấy cốc đờm. Và trong những cái trường hợp mà đợt cấp của giãn phế quản thì bệnh nhân còn ho nhiều hơn và nó thay đổi màu sắc đờm. Bình thường có thể là khạc đờm trắng, nhưng trong những đợt cấp thì nó sẽ chuyển màu, như là màu đờm nó đặc lại, hoặc là màu xanh, hoặc là màu vàng. Rồi bình thường bệnh nhân vẫn khó thở, nhưng mà trong những đợt cấp thì bệnh nhân khó thở hơn. Và người ta thấy là gì, là cái chất lượng cuộc sống nó suy giảm nghiêm trọng. Và người ta thấy là thế này, ở châu Âu có khoảng 50% bệnh nhân châu Âu bị giãn phế quản có từ 2 đợt cấp trở lên, tức là khá là nhiều. Và trong đó có 1/3 số bệnh nhân là phải nhập viện mỗi năm. Và những cái đợt cấp của giãn phế quản cũng như là những đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nó là một vòng xoắn. Bình thường thì bệnh giãn phế quản đã không khỏi rồi, nó bình thường nó vẫn cứ tiến triển nặng dần lên. Nhưng khi có đợt cấp thì nó làm cho tình trạng viêm nặng lên, làm cho cái bệnh giãn phế quản sau mỗi đợt cấp đấy lại nặng hơn nữa. Và cái tình trạng giãn phế quản nặng hơn nữa lại làm cho dễ dàng xuất hiện đợt cấp, tức là nó thành một cái vòng xoắn, làm cho cái bệnh giãn phế quản ngày càng trở nên nặng nề hơn với bệnh nhân. Vậy thì những cái vấn đề cần đặt ra trong đợt cấp giãn phế quản là gì? Là thứ nhất là bệnh nhân có phải đợt cấp hay không? Rất là khó, vì là bình thường bệnh nhân người ta vẫn cứ ho khạc đờm rồi, vẫn khó chịu, vẫn khó thở rồi. Vậy thì những cái thay đổi này có phải là đợt cấp không, hay là do thay đổi thời tiết, hoặc là do những yếu tố sinh hoạt hàng ngày làm người ta mệt hơn chứ không phải đợt cấp? Rồi là có phải đợt cấp nặng hay không? Vì chúng ta biết là trong tất cả các bệnh chúng ta đều phải phân loại nó là mức độ nào để chúng ta điều trị cho phù hợp. Rồi vi khuẩn đợt cấp là gì? Nên điều trị loại kháng sinh nào và thời gian điều trị bao nhiêu? Đấy là những cái rất là mấu chốt mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta chẩn đoán một đợt cấp giãn phế quản. Và khi mà điều trị đợt cấp thì cần phải điều trị rất kịp thời. Chúng ta thấy là không chỉ bệnh phổi, các bệnh thông thường cũng vậy. Nếu một trường hợp mà bị cảm cúm thôi, nếu mà bệnh nhân không biết cách điều trị hay là không được tư vấn đúng thì là nó dễ dàng chuyển thành viêm phổi, hoặc nó có những cái hệ lụy sau này rất là nặng nề. Đợt cấp giãn phế quản cũng vậy, nếu được phát hiện muộn rồi điều trị không kịp thời thì là nó sẽ nặng lên và thậm chí còn phải nhập viện ở những cái khoa như là khoa cấp cứu hoặc khoa ICU. Cái khó khăn đấy là làm sao mà nhận ra đợt cấp, và chúng ta hết sức lưu ý là gì? Với bệnh giãn phế quản cũng như đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, lâm sàng là cái quyết định chứ không phải là xét nghiệm. Chính vì thế khi mà chúng tôi đi trực cũng như là chúng tôi trao đổi các bạn nội trú cũng thế, các bạn không phải nhìn vào xét nghiệm khí máu, không phải là các bạn nhìn vào xét nghiệm CRP, là procalcitonin để các bạn chẩn đoán này là đợt cấp hay không. Vì chúng ta thấy là gì, chúng ta phải nhìn xem bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng hay không, có sốt hay không, bệnh nhân màu đờm như thế nào. Vì rất nhiều những trường hợp bệnh nhân COPD rất nặng hay là thậm chí cả giãn phế quản cũng vậy, procalcitonin không tăng, bệnh nhân không có sốt.
Đấy, nhưng chúng ta cứ dựa vào như vậy thì chúng ta sẽ bỏ sót những cái trường hợp mà bỏ qua mất cái cơ hội điều trị cho bệnh nhân. Rồi là những cái triệu chứng mà gợi ý cho chúng ta xác định được đấy là đợt cấp, đấy là gì? Bệnh nhân ho tăng lên. Bình thường người ta vẫn ho khạc đờm rồi, nhưng bây giờ tăng nhiều hơn. Màu sắc đờm thì thay đổi, chuyển sang màu đờm mủ, rồi bệnh nhân cảm thấy khó chịu, khó thở, rồi là có thể đau ngực. Đấy. Rồi là có thể có sốt, có vã mồ hôi. Rồi chúng ta cũng lưu ý là có những trường hợp là do sốt virus nó cũng có thể gây nên đợt cấp. Cho nên là không phải tất cả các trường hợp đợt cấp của giãn phế quản đều là do vi khuẩn gây nên. Và có một vấn đề đấy là gì? À, những trường hợp mà cấy đờm dương tính trong bệnh nhân giãn phế quản không có ý nghĩa là con vi khuẩn đấy là gây ra đợt cấp, mà nó giúp các bác sĩ lâm sàng định hướng được là chúng ta sẽ điều trị gì cho bệnh nhân trong đợt cấp cũng như là sau này. Đây là một cái định nghĩa đợt cấp của Hin và Cộng sự năm 2017. Khi có từ 3 các triệu chứng chính sau đây nặng lên trong ít nhất 48 tiếng thì chúng ta có thể xác định được đấy là đợt cấp. Tức là gì? Bệnh nhân ho nhiều hơn, bệnh nhân tăng số lượng đờm, rồi tăng đờm mủ, khó thở, rồi mệt mỏi, rồi ho máu. Rồi cái chính là bác sĩ điều trị, vì chúng ta biết là các bệnh nhân bệnh phổi mãn tính, chúng ta cần tư vấn cho bệnh nhân là nên theo dõi bác sĩ chuyên khoa hô hấp. Và nếu được một bác sĩ theo dõi thì rất là tốt. Vì sao? Vì người ta theo dõi hàng ngày, người ta biết được là bệnh nhân này như thế nào là thay đổi. Và hoặc là thậm chí là cái cảm nhận của bệnh nhân cũng rất quan trọng. Người ta thấy là tôi thấy không ổn tí nào cả. Đấy cũng là một cái yếu tố để giúp chúng ta khẳng định được là bệnh nhân có bị đợt cấp hay không. Còn những cái trường hợp mà đợt cấp nặng thì được xác định bởi các triệu chứng. Đó là bệnh nhân có thở nhanh lên, có suy hô hấp cấp, hay là có đợt cấp của suy hô hấp mãn tính, có giảm độ bão hòa oxy trong máu, rồi là chức năng thông khí thì suy giảm, rồi là tăng CO2 máu, có thể có sốt, rồi có ho ra máu. Và những cái trường hợp mà rất nặng là gì? Là những trường hợp mà có huyết động không ổn định, hay là những bệnh nhân có rối loạn ý thức, và chúng ta nhìn thấy bệnh nhân là rất là nặng mà phải nhập vào khoa hồi sức tích cực. Về điều trị đợt cấp của giãn phế quản thì chúng ta lưu ý là gì? Với những cái vi khuẩn ở trong giãn phế quản khác với lại so những trường hợp mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là các bệnh viêm phế quản thông thường, đấy là những cái vi khuẩn hay gặp, đấy là Haemophilus influenza, đấy là tụ cầu vàng và trực khuẩn màu xanh, còn ít gặp phế cầu. Còn trong viêm phổi chúng ta hay gặp phế cầu là chính, đúng không ạ? Và những cái trường hợp mà giãn phế quản mà đã sử dụng kháng sinh trước đây thì là có nguy cơ là nhiễm vi khuẩn kháng thuốc. Và những cái trường hợp nào mà bệnh nhân có cái nguy cơ là nhiễm trực khuẩn màu xanh, như là bệnh nhân trước đây được cấy đờm là có trực khuẩn màu xanh, hoặc là bệnh nhân đã từng điều trị trực khuẩn màu xanh, là những cái trường hợp nhất là kháng thuốc nữa thì rất là chúng ta phải tiết lượng đến trường hợp rất là nặng và chúng ta cần phải cho bệnh nhân nhập viện để điều trị. Với những cái trường hợp mà giãn phế quản nhẹ và trung bình, tức là gì? Tức là bệnh nhân có thể có không sốt hoặc là chỉ sốt nhẹ thôi và lâm sàng ổn định, bệnh nhân không có khó thở nhiều, ho thì cũng nhiều nhưng mà không nhiều lắm, đờm thì số lượng không nhiều, lâm sàng ổn định như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn kháng sinh dựa vào cấy đờm hoặc là cái hiệu quả điều trị kháng sinh trước đó và cũng như là tiền sử dị ứng kháng sinh. Bây giờ cái tình trạng dị ứng kháng sinh rất nhiều, cho nên chúng ta đừng bỏ qua một câu hỏi rất đơn giản là bác hay chị là có dị ứng thuốc hay không, có dị ứng thức ăn hay không, vì có rất nhiều những cái ca nó xảy ra rất là đáng tiếc mà chúng ta đã gặp trong lâm sàng. Rồi đánh giá đáp ứng điều trị bằng cái số lượng đờm, rồi là đờm mủ, rồi cải thiện triệu chứng và chỉ số viêm. Và tôi vẫn nhấn mạnh với các bạn là gì? Cái lâm sàng là quan trọng nhất. Bạch cầu, procalcitonin, CRP, đấy chỉ là phụ. Còn cái đáp ứng của bệnh nhân, cái cảm nhận của bệnh nhân như thế nào, các triệu chứng chúng ta phát hiện lâm sàng ra làm sao mới là cái chúng ta cần phải lưu ý. Và những cái trường hợp giãn phế quản thì nó không giống viêm phổi, các bạn điều trị lâu hơn một chút. Với những cái trường hợp mà điều trị bệnh nhân mà kháng sinh đường uống mà không có bằng chứng của vi khuẩn thì chúng ta điều trị theo hướng là nhiễm Haemophilus influenzae. Chúng ta có thể sử dụng quinolone. Còn nếu trường hợp mà có cấy đờm là cũng là Haemophilus influenzae hoặc là trực khuẩn màu xanh nhưng mà không kháng thuốc, không sinh beta-lactam thì chúng ta có thể sử dụng các thuốc như là amoxicillin, macrolide hoặc là các sinh có phổ thông tương tự. Nhưng đây là những cái khuyến cáo của thế giới, nhưng mà chúng ta lưu ý là ở Việt Nam chúng ta thì cái tỷ lệ kháng thuốc rất là nhiều, bệnh nhân rất là dễ ra hiệu thuốc để mua thuốc, cho nên là những cái thuốc này nhiều khi là rất là nhẹ, nên chúng ta cũng phải theo dõi rất là kỹ xem đáp ứng của bệnh nhân như thế nào, chúng ta điều thuốc cho hợp lý. Và chúng ta sẽ thay đổi kháng sinh theo đáp ứng ban đầu cũng như là cái kết quả cấy đờm của bệnh nhân.
Với những cái trường hợp mà có kháng thuốc, tức là influenza mà có sinh beta-lactama thì chúng ta đổi sang dùng các thuốc khác như là kết hợp giữa amoxicillin kết hợp với clavulanic hay là cephalosporin thế hệ 3, thế hệ 2 hoặc là azithromycin nhóm macrolide hoặc là quinolone. Trong cái điều trị giãn phế quản có một cái chúng ta rất rất lưu ý, đấy là gì? Đấy là nguy cơ nhiễm trực khuẩn màu xanh, đúng không ạ? Thế và tại sao mà chúng ta phải lưu đến đấy? Vì trực khuẩn màu xanh rất hay kháng thuốc. Thứ hai là gì? Là những cái trường hợp kháng trực khuẩn màu xanh người ta thấy là tỷ lệ tử vong tăng, đợt cấp tăng và tỷ lệ nhập viện cũng tăng. Nếu những trường hợp mà bệnh nhân là nhiễm trực khuẩn màu xanh nhưng mà không có kháng quinolone thì chúng ta sử dụng quinolone là rất hiệu quả đối với những bệnh nhân nhiễm trực khuẩn màu xanh. Cho nên là không phải nhất thiết là cứ trực khuẩn màu xanh chúng ta cấy ra là chúng ta cứ kết hợp khai kháng sinh các thứ là cũng không đúng. Chúng ta phải tùy vào tình trạng của bệnh nhân để chúng ta quyết định. Về thời gian điều trị về giãn phế quản là đường uống thì người ta khuyên chúng ta là nên điều trị từ 10 đến 14 ngày. Và đấy là người ta về kinh nghiệm lâm sàng thôi, chứ còn người ta cũng không có được đưa ra một cái khuyến cáo chính thức là chúng ta phải điều trị 14 ngày hay chúng ta chỉ được điều trị 10 ngày đối với bệnh nhân giãn phế quản. Những cái trường hợp phải sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch, tức là những trường hợp này phải vào viện rồi, đúng không ạ? Là những cái trường hợp mà nhiễm trực khuẩn màu xanh mà kháng ciprofloxacin, những cái trường hợp mà lâm sàng nặng như là bệnh nhân có suy hô hấp rồi có tụt áp, có biểu hiện của sốc rồi là suy hô hấp, và những cái trường hợp mà thất bại với lại điều trị đường uống thì chúng ta sẽ phải sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch. Chúng ta lưu ý khi chúng ta điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta cần phải cấy đờm trước khi dùng kháng sinh, cái này rất ABC mà tất cả các bác sĩ lâm sàng đều phải nhớ, đúng không ạ? Thứ hai nữa là cấy máu cho những bệnh nhân sốt trên 38 độ. Như các bạn lưu ý, nếu bệnh nhân không có sốt nhưng mà có suy hô hấp thì chúng ta vẫn nên cấy máu, vì chúng ta biết là có những trường hợp mà nhiễm khuẩn huyết nó nặng quá rồi nó còn không sốt lên được nữa, đúng không nào? Nhưng nếu có suy hô hấp, tức là gì, biểu hiện nặng lên như vậy thì chúng ta vẫn nên cấy máu cho bệnh nhân. Chọn kháng sinh theo kháng sinh đồ và tiền sử dị ứng thuốc cũng như là những cái kháng sinh đồ trước đây của bệnh nhân. Nếu mà không có kháng sinh đồ thì chúng ta sẽ dựa vào mô hình vi khuẩn của địa phương. Cái này chúng ta nên tìm hiểu rất là quan trọng, vì chúng ta muốn nâng cao được cái chất lượng điều trị cũng như là bác sĩ tin tưởng của chúng ta thì chúng ta phải nắm được là tại Hà Nội chẳng hạn, hay tại Quảng Ninh chẳng hạn, thì cái tỷ lệ kháng cái con của con vi khuẩn này với thuốc này rất là nhiều rồi, chúng ta tránh cho bệnh nhân. Vậy và thứ hai nữa là như tôi vừa trao đổi với các bạn là chúng ta nên sử dụng mấy thuốc để điều trị đợt cấp của giãn phế quản. Và người ta khuyên là như thế này, nếu mà một trường hợp lâm sàng ổn định và bệnh nhân không kháng thuốc thì chúng ta chỉ nên điều trị một thuốc kháng sinh thôi. Còn những trường hợp mà nếu có biểu hiện nhiễm trùng, có suy hô hấp mà có viêm phổi thì chúng ta mới sử dụng thêm một kháng sinh nữa. Và những cái nhóm thuốc mà người ta khuyến cáo dùng là đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng một thuốc nhóm penicillin hoặc nhóm beta lactam và phối hợp với lại thuốc quinolone hoặc aminosid. Và chắc chắn các bạn lưu ý là chúng ta có thể dùng quinolone đơn độc nhưng chúng ta không dùng nhóm aminosid đơn độc. Thế và cũng như là phó giáo sư Hồi vừa trao đổi đấy, có một cái loại thuốc kháng sinh nữa mà chúng ta cũng vì là giãn phế quản nó điều trị đau đầu lắm. Thế cho nên người ta cứ rất mong muốn tìm ra nhiều những cái phương pháp để phối hợp điều trị để giảm nhanh cái đợt cấp. Thì người ta thấy là cái này những cái khí dung, thuốc khí dung kháng sinh ấy thì không có tác dụng trong điều trị đợt cấp. Cho nên là không chỉ định kháng sinh đợt cấp trong sử dụng khí dung trong kháng sinh trong điều trị đợt cấp. Người ta chỉ sử dụng kháng sinh khí dung trong điều trị dự phòng. Và chúng tôi nhắc lại với các bạn lần nữa là không sử dụng aminosid đơn độc, như vậy là không có hiệu quả và chỉ làm cái tăng cái tỷ lệ kháng kháng sinh hơn mà thôi. Và chúng ta sẽ cố gắng điều trị kháng sinh phổ hẹp nhất để làm gì, vì vừa hiệu quả và lại giảm được cái tỷ lệ kháng thuốc. Và cũng như là điều trị đường uống cũng như là điều trị tĩnh mạch, chúng ta nên duy trì thời gian điều trị khoảng 4 ngày, 14 ngày thì xin lỗi các bạn. Trong điều trị giãn phế quản có một vấn đề rất là quan trọng, đấy là điều trị trực khuẩn màu xanh, đúng không ạ? Nếu mà nhiễm Haemophilus influenzae thì là cũng còn đơn giản, nhưng mà nhiễm trực khuẩn màu xanh thì rất là khó. Và người ta khuyên là như thế này, điều trị theo kháng sinh theo kinh nghiệm, tức là khi chúng ta chưa có kết quả kháng sinh đồ nhưng mà bệnh nhân trước đây đã nhiễm trực khuẩn màu xanh hoặc là chúng ta nghi ngờ đợt này có nhiễm trực khuẩn màu xanh thì chúng ta sẽ điều trị một loại kháng sinh. Các bạn thấy là giãn phế quản thông thường chưa xác định được nguyên nhân chúng mà không nặng, chúng ta cũng chỉ điều trị một loại kháng sinh. Nhiễm trực khuẩn màu xanh là một loại vi khuẩn rất nguy hiểm, nhưng nếu nhạy chúng ta cũng chỉ điều trị một loại kháng sinh. Còn chúng ta điều trị kháng sinh, hai kháng sinh trong những trường hợp mà bệnh nhân nặng thôi, có suy hô hấp rồi là có tình biểu hiện của sốc. Và khi mà chúng ta nghi là có trực khuẩn màu xanh mà điều trị hai loại kháng sinh, chúng ta nhớ là phải sử dụng kháng sinh nhóm kháng được trực khuẩn màu xanh. Thế còn các thuốc nào để điều trị trực khuẩn màu xanh thì sẽ có cái bảng ở phía sau đây cho các bạn tham khảo.
Và theo khuyến nghị của IDSA và Hội đồng Mỹ thì điều trị nhiễm trùng khuẩn mủ xanh kháng thuốc thì người ta có ba cái phác đồ như thế này, tức là một cái beta lactam kết hợp với lại một quinolone, hoặc là một beta lactam kết hợp với một aminosid, hoặc một quinolone kết hợp với một aminosid. Và tất cả các nhóm thuốc này đều phải kháng trùng khuẩn gram âm. Và nếu chúng ta có kết quả kháng sinh đồ, chúng ta cũng như là nguyên tắc điều trị chung thôi là chúng ta sử dụng một loại kháng sinh các bạn nhé, chỉ trừ trường hợp nặng, và chúng ta nên sử dụng nhóm beta lactam. Thì có những trường hợp vào chúng ta có nên sử dụng nhóm các carbapenem hay không, như là imipenem hay meronem hay không, chúng ta có nên sử dụng cho những bệnh nhân giãn phế quản hay không, thì chúng ta nên để dành cái nhóm này để điều trị cho những trường hợp người ta không phải nhiễm một con mà ta nhiễm nhiều con, và những cái trường hợp mà kháng thuốc. Và người ta nói là người ta thấy là khi mà người ta sử dụng kết hợp thuốc với lại sử dụng một thuốc, thì nếu ở những cái nhóm mà nhạy cảm, người ta thấy không có sự khác biệt gì cả giữa những cái nhóm mà điều trị một thuốc hay là điều trị hai thuốc. Đây là cái bảng giúp chúng ta chọn lựa được kháng sinh khi mà là nhiễm trùng khuẩn mủ xanh. Thì nó có những cái nhóm tên là nhóm penicillin, nhóm cephalosporin, nhóm kết hợp giữa một cái nhóm cephalosporin với lại cái chất ức chế cái beta lactamase, và những cái nhóm monobactam. Và trong từng cái nhóm này nó có những cái thuốc mà chúng ta rất là quen thuộc. Những cái nhóm tiếp theo đấy là quinolone, rồi là các carbapenem, rồi là aminoglycosid hay là polymycin, là những cái colistin mà chúng ta vẫn hay hiện tại giờ chúng ta đang phải sử dụng rất là nhiều. Chúng tôi cũng thấy rất là lo ngại vì bây giờ ở trung tâm hô hấp Bạch Mai cũng như là ở khoa ICU bây giờ dùng kháng sinh hết rồi. Imipenem, rồi là meronem, rồi colistin, lysolid, tacosid dùng hết sạch. Đấy, thế thì có những trường hợp mà kháng tất tần tật thì không hiểu là sẽ điều trị lấy thuốc gì để điều trị. Thế thì vừa nãy chúng ta cũng nghe Phó Giáo sư Hồi trao đổi về cái những cái vi khuẩn không điển hình trong giãn phế quản. Thực ra những cái vi khuẩn không điển hình này nó không gây ra đợt cấp, mà thường là nó cứ cư trú lâu dài và nó gây tổn thương phổi. Nhưng tôi cũng muốn trao đổi với các bạn vì đây là những cái này rất là lâm sàng. Đấy là hai cái loại vi khuẩn không điển hình hay gặp nhất. Đấy là NTB, là Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellular và Aspergillus, mà các bạn thấy nấm bây giờ gặp rất nhiều đúng không ạ? Và người ta thấy là những cái chắc nghi, người ta nghi rất là nghi là những cái con vi khuẩn này nó gây nên giãn phế quản. Người ta thấy những cái tỷ lệ những cái con này ở trong nhu mô phổi của những người mà tử vong ấy, mà có giãn phế quản ấy, là rất là gặp, rất là thường xuyên. Và các bạn lưu ý là gì, dùng NTM, điều trị NTM rất là lâu dài, và gì thuốc thì dùng rất nhiều tác dụng phụ vì nó là những cái thuốc mà chống lao ấy các bạn ạ nhá. Thế các bạn thử xem, chúng tôi thấy là thanh niên thôi mà uống thuốc chống lao là gục luôn, vì sao? Buồn nôn, rồi là mệt mỏi, không làm được cái gì cả. Và thời gian điều trị của NTM còn dài hơn lao rất là nhiều các bạn ạ. Và do tác dụng phụ như vậy thì cho nên chúng ta phải theo dõi rất là chặt chẽ. Tuy vậy thì các bạn cũng biết là khi mà tôi cũng rất là may được tham gia cái dự án của Nhật Bản để sang học cái lớp nội soi IBUS, thì ở Nhật Bản người ta rất mạnh về NTM. Và các bạn, các bác sĩ ở đấy có cho tôi xem cái hồ sơ mà các bạn biết điều trị NTM 5 năm. Điều trị 5 năm để điều trị NTM mà cũng không thành công, thì cuối cùng người ta vẫn quyết định dừng. Với những cái trường hợp mà giãn phế quản mà nghi là mà có cấy ra NTM ấy, mà giai đoạn nhẹ. Xin lưu ý là xin lỗi là quá giờ nhé. Vâng ạ. Đây thì là cái phác đồ người ta sử dụng azithromycin, rifampicin và etambutol, có thể thay thế bằng clarithromycin hoặc là azithromycin. Những cái trường hợp nặng thì người ta có thể kết hợp với lại streptomycin và amikacin. Các bạn thấy là người ta dùng 8 đến 16 tuần, tức là từ bộ 2 đến 4 tháng điều trị amikacin. Aminosid đường tĩnh mạch. Rồi là những cái trường hợp mà điều trị nhiễm NTM mà kháng một colit thì người ta sẽ có những phác đồ như thế này. Và những cái trường hợp mà nhiễm Aspergillus thì mà đây là dị ứng thôi chứ không phải là nhiễm nấm xâm nhập mà có thể gây ra giãn phế quản, thì chúng ta sẽ sử dụng corticoid kéo dài kết hợp với lại thuốc chống nấm. Những cái thuốc khác mà để điều trị trong đợt giãn phế quản thì có nên sử dụng hay không? Đấy là những cái thuốc giãn phế quản. Thì những trường hợp nào mà bệnh nhân giãn phế quản mà có co thắt phế quản, các bạn thấy lâm sàng bệnh nhân có khó thở, răng rít, răng ngáy, thì chúng ta nên sử dụng thuốc giãn phế quản. Và chúng ta bắt đầu bằng một SA3, tức là thuốc kích thích beta 2 tác dụng ngắn, và nếu hiệu quả thì chúng ta có thể điều trị kéo dài và sử dụng các thuốc kháng kích thích beta 2 tác dụng ngắn và kéo dài cho bệnh nhân.
Cũng như vừa nãy chúng ta đã nghe rồi là những cái thuốc chống viêm, vì giãn phế quản là bệnh viêm mãn tính, vậy thì những thuốc giãn phế những cái thuốc chống viêm có tác dụng hay không? Những cái thuốc corticoid thì người ta thấy không có tác dụng, hay là những cái thuốc như là NSAID thì cũng không có tác dụng đối với giãn phế quản. Chúng ta sử dụng oxy cho những cái trường hợp mà giãn phế quản mà có suy hô hấp như giống như là các bệnh phổi mãn tính khác. Về điều trị dự phòng thì giáo sư Hồi đã trao đổi rồi nên tôi không trao đổi với các bạn nữa. Tóm lại là gì, giãn phế quản chúng ta biết là một bệnh mãn tính và không bao giờ khỏi, nó sẽ tiến triển nặng dần lên. Và những cái đợt cấp làm cho cái bệnh giãn phế quản này ngày càng nặng lên nữa. Và những cái đợt cấp này thường là do vi khuẩn. Khi chúng ta lựa chọn kháng sinh, chúng ta cố gắng lựa chọn những cái dựa trên kết quả nuôi cấy, kháng sinh đồ và kết quả điều trị trước đây. Và chúng ta sẽ điều chỉnh cái kháng sinh theo cái kết quả nuôi cấy. Và chúng ta lưu ý là những cái trường hợp giãn phế quản rất dễ nhiễm trực khuẩn màu xanh để chúng ta có thể lựa chọn kháng sinh cho phù hợp. Và những cái trường hợp mà có bị nhiều đợt cấp thì chúng ta xét là điều trị macrolide phối hợp. Hoặc là những trường hợp mà phát hiện trực khuẩn màu xanh thì chúng ta có thể chỉ định khí dung kháng sinh cho bệnh nhân. Mà như Phó Giáo sư Hồ đã chia sẻ đấy là hiện tại là chỉ có tobramycin là những thuốc khí dung, là có dạng khí dung. Còn các thuốc khác là chúng ta sử dụng thuốc tĩnh mạch để chúng ta khí dung. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các quý vị đại biểu.